Hello mọi người, em Toàn xin chào tất cả mọi người nhá. Mọi người ơi, cho em Toàn gửi lời chúc buổi tối vui vẻ đến tất cả mọi người. Hôm nay em Toàn có một em Bình Kutani họa tiết vẽ hoa mẫu đơn và chim ương và một đôi chim uyên ương. Đây mời tất cả quý anh chị và cô bác xem. Đây, rất là đẹp luôn. Hoa này là hoa mẫu đơn vẽ nổi khối hết lên mọi người nhá. Đây, những cái này là vẽ nổi khối hết lên đây, rất là đẹp luôn này mọi người này. Đấy, có đôi chim này. Rất là ok. Em xin phép em đo chiều cao của nó. Em đo kích thước. Kích thước của nó cao là 28 mọi người nhá. Chiều cao như này mọi người này, chiều cao 28. Miệng 16,5 nhá mọi người nhá. Miệng 16,5. Bình rất là đẹp luôn. Em đo vào bụng cho các bác. Vòng bụng là 86 mọi người nhé. Số lộc phát rất là đẹp, 86. Đây, em mời tất cả các bác xem họa tiết nó. Cái nền này toàn bộ là vẽ vàng. Không phải vẽ vàng mọi người nhé. Đây là mực vàng rồi nhé. Nhưng nó là màu vàng rất là đẹp luôn. Những cái chấm bi này là chấm kín bình luôn mọi người nhé. Chứ cái này không phải bằng vàng mọi người nhé. Mọi người thông cảm cho em. Đây là có một con bướm này. Đây có một đôi bướm. Họa tiết là hoa mẫu đơn. Rất là đẹp luôn. Đấy. Bụng 86. Bụng khá là to đấy mọi người ạ. Đây em cho mọi người xem chuyện này. Đây chuyện Kutani nhé mọi người nhé. Đấy, rất là đẹp luôn, men men dạng. Tình trạng là lành tít. Ở trên miệng bình có vẽ vàng này mọi người này. Đấy, vẽ vàng rất là đẹp luôn. Ở bên dưới này. Cái bình này độ sâu tuổi là có thừa mọi người nhé. Đấy. Em nghĩ là cái bình này nó vào khoảng thế kỷ 20 thôi mọi người ạ. À, em quay một lượt nữa mời tất cả quý anh chị và cô bác xem. Ai xem cái chiếc bình này mà ưng ý mà muốn sưu tầm thì mọi người cứ liên hệ với em Toàn qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668. Em Toàn sẽ ship về mọi người và em Toàn sẽ bao bể vỡ. Về hàng có vấn đề gì thì các bác cứ yên tâm, em Toàn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Ơi em Toàn xin phép kết thúc video ở đây mọi người ấy. Mọi người xem video của em muốn mua chiếc bình này, muốn giao lưu với em Toàn chiếc bình này thì mọi người liên hệ với em qua số điện thoại Zalo 0962 949 668 mọi người nhé. Thôi em xin chào tất cả mọi người. Một lần nữa thì cho em Toàn xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người đã xem video của em Toàn và mua hàng của giao lưu và mua hàng của em Toàn. Em Toàn xin chào mọi người.